Hello mọi người, lại là Zeno đây. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi đấu trường khoáng sản phiên bản người tàn hình. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai người tàn hình và hai người gọi là không tàn hình. Đó, hai người mới với hai người cũ ấy. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Và trước khi vào video thì các bạn hãy nhớ để lại cho mình một like và cũng như đăng ký kênh của mình để có thể giúp mình có động lực làm những cái clip mới hơn trong tương lai nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu À, này. mấy thanh niên kia vào team vàng à? Vàng thôi. Ok, Vàng là chiến luôn biểu tượng may mắn mà. nha. Rồi, dốc. Rồi, này H3. Trận này mình sẽ Rồi. đánh nhanh thắng nhanh. Không Ok có nhá. không để thời gian cho mấy thanh niên gọi là đặt bẫy đào đường hầm. Gọi là như thế là chúng ta sẽ rất là bất lợi đấy. Đúng rồi, lúc đó mình sẽ dễ thua lắm, mình không thắng được. Rồi. Rồi, vô. Rồi, 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 rồi. Nào, từ. Ui, rìu đá. Cúp, rìu. Gỗ. Từ từ. Đây, đây H3 làm cây ghiều một cây cúp mới cho. Đây, đây có đá này. Một đá này. Đây, H3 đi kiếm đá. Ui, mình lại ngay cái backdrop luôn, xui thế. Ừ. Số trời đã định. Chắc phải nhanh chóng nhá, không mấy thanh niên kia chiếm lợi thế đấy. Quá, rồi rơi Kia hết kia, vào người thanh niên đá kia, Pixel đá à? kia. Đây, 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 đây. Đùa, 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 đùa. Ok, có đồ đá, đồ đá rồi. Kiếm Đây, sắt thôi, H3 kiếm 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 sắt, kiếm sắt. H3 kiếm Đây. lúng rồi cho, H3 kiếm lúng rồi cho. Rồi, có sắt luôn, chúng ta không phải nung đâu. Nhanh nhanh xong rồi chúng Ok. ta đi đi đánh nhau luôn. Để đêm dài lắm mộng. Đây, sắt này, sắt À, này, cái sắt này này, sắt auto này. smell à? Có rồi Sắt này hả? này. Đúng. Không không, H3 À, không đây gồ đây nhưng đây. mà Đây cái đây, sắt đấy, rồi đúng rồi rồi, đúng rồi. rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đào đi, đào đi, đào đi. Đây Bao này, nhiêu H3, cung mình H3, đào này. mê cung. Ôi, Ủa, đây, đây, đây. cục đá, cục đá, cục đá. Đâu, đâu, đâu. Ờ, H3 thấy rồi, ok. Rồi rồi, thấy. Đào đi. Zeno lên tiến trình kim cương, Zeno phải đi tìm diệt ngay. Nhưng mà in trang lên một tí đã. Rồi. Đồ kim cương của tôi. À, kim cương này gì đâu? Thôi Zeno có rồi, H3 dùng đi, dùng 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 đi. Dùng thoải mái H3 tự không nhiên. có cúp sắt, H3 không có cúp sắt ấy chứ. Cúp sắt cho đấy. Ớ. À đây, Cúp in trang. sắt Ờ nhờ cơ. nhờ. Gì đâu bảo À, gì quên đâu cho quên quên H3 cũng quên. đá, H3 sao đào kim cương được. Quên. Ui, thanh niên kia đã in chan rồi đấy, gõ canh keng rồi đấy. Vài ngày vì xong nghĩ chúng ta nên ỉ chăn cúp trước xong là đi đào được cho nhiều kim cương chúng ta chế đồ là mấy cái không ăn được rồi. Đấy, và anh cũng xong đi theo ăn cắp ý tưởng của Vanh à? Này này này, Vanh cũng đang nghĩ H3 thế. này, H3 đây, H3 cúp đây, cúp H3 cúp đây. cúp cúp đá đó. Ok, để H3 tìm hai cục kim cương thôi là đủ rồi. Ai Không gần có nhà. kim cương nhỉ. Ui kìa 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 kìa. Kìa. Ui ui ui. Ê, ấy à, kêu 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 kêu. Kêu kêu Rồi kêu. luôn Chết tay chết chết luôn đi. à. Ui Ôi rồi à, ôi. chết 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 Ui. kiếm à. Cái thứ nhở mới chết được cái cục kim Ui, cương. không nhận nó cho Ôi thằng chết an ninh rồi. cứ mò tới nhà Cái mình luôn. này À tôi xong rồi. quả này là 2-1 rồi, chết rồi. Thôi thôi Văn Ôi ơi. toàn tôi rồi. Ôi Văn chơi game gì nữa Văn ơi, Được được đọc GG vị Văn trí ơi. không? Mình sẽ đọc vị trí cho Văn. Đọc đi đọc đi đọc chứ, lần trước chúng ta chơi cũng đọc mà. Hợp lý. Ẩn thân chi thuật À, rồi. thôi In tháo chan đấy. nhờ. Thế mấy cái này toàn ra hiệu suất tiếng cay dã man. Rìu. In chan Rìu nó làm toàn sao có sắc bén, nhiều đòi ờ sắc bén như nào. rìu không có sắc Ôi, bén sắt đâu. kim Kim cương kìa, cương kim kim cương cương kìa. đây lấy 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 thì nó không cần Ok. không cần kim cương rồi. Bây giờ thì lấy tủ Rồi. sách đi in chan này. Nhìn có đồ toang lắm đấy. Ấy Cái gì đấy, cái gì đấy? cái Ai đe. ai à? Ôi, cái đe gơ vào đầu đúng không? Ồ, có sắc bén này. Rồi, lấy một ít này đi. Cái ghiêu đồng cái hiệu sức hỏng rồi. Rồi, nó có sắc bén rồi đấy. Trời đây, mình phải tìm chui vào hang cọp để tìm cọp. Cái Ok. gì bây giờ Vanh bây giờ đổi lại là Zeno thành cọp rồi. Bắt sống À, thế lột à, thế ra à. ăn đem bán. Bây giờ là 2-1 thì không chột thì cũng Làm sao? gì thì biết rồi đấy còn gì.
Mấy thanh niên là gì đâu? Văn trốn đâu nhở? Thanh niên lại đào 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 cái kiểu gọi là vòng quanh. À. Không à, ui ui ui. À, nào 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 lại đây, lại đây. Mình phải cất bớt đồ đã, cất bớt đồ đã. Đó. Ơ sao mình lại mất cái ghiều rồi ta? Ơ what the hell? Lấp à, lấp. À, cũng gọi là hắc diện thạch các thứ. Thế rồi, mình chưa có enchant nhiều. Đã. Ê, H3 đâu rồi? Chưa đây, H3 đây. Đâu? Nào ấy? Đi đâu đâu? Ai biết? Chứ đâu chỗ nào ấy? Đây, cầm đồ lên, cầm đồ lên. Đây, H3 đang cầm cái ghiều này, hay không? Alo, alo. Đâu, có thấy chỗ nào đâu. Sao không thấy trên đâu nhở? Trên đâu trộm đâu rồi nhở? À, H3 gần chỗ của Văn nè. Đây. Đó đâu, trên đâu đâu? Thấy H3. Được. Cứ chơi chiến thuật vừa đánh vừa lui nha. Ok nhá. À, mấy thanh niên này hai người mà cũng vừa đánh vừa lui. Tất nhiên là chúng tôi rồi, mình hỏi đồng nghiệp gì sao kia đang đâu đấy. Thấy bỏ thấy, lại vay một mình thấy, thấy, thấy rồi. Thấy rồi. Thấy chưa? Thấy rồi. Từ chứ đâu ở đâu, chứ đâu ở đâu. Làm sao biết được. Chỗ này bây giờ làm sao biết được chỗ nào. Đào xuống dưới cùng hay tầng dưới cùng ấy. Đào ra gì ấy. Ôi H3 đang sau lưng ăn luôn nè. Quay. Ôi ăn không quan tâm mình luôn. Hai qua chưa? Hai qua đây, chưa? Đây, chưa? Rồi. Chỗ nào nhỉ? Sao có cái này chắn đường vậy? Đâu nhỉ? À, đây, hát ba đây, hát ba đây. Thanh Vành chỗ nào ấy? Ngồi rồi. Đào đi. Hát ba cũng không biết luôn. Có khi mình bước qua đời nhau nhưng mà không biết luôn. Ở trên đầu mình hay sao ấy nhỉ? Trên đầu này, trên đầu kia. Thấy rồi. Ô, trên đầu à? Hát ba thấy rồi. Trên đầu á? Nào, cứ đập block lên. Em được mấy vụt. Đâu rồi? Ô, mắc dấu rồi. Ở ngay bên dưới chân ấy. Ngay dưới chân luôn à? Bên tay trái, bên tay trái dưới chân ấy. Mày à, PC đọc vị trí rồi mọi người. Rồi, gần đến rồi, anh ơi. Gần đến vlog vanh lớp rồi. À, gần gặp nhau rồi. Cố lên vanh. Quất chết hai người kia đi. Cả H3 cả Zeno đang đây đấy. Cái gì hai thanh niên quay thì cũng mà. À đây. Chạy đi, rồi, chạy đi. Đây. Chạy đi. À thầy chưa rồi. Chạy đi. Ôi bị lấp rồi. Hắc diện thạch lấp rồi. Lấp diện thạch vào đằng sau nhanh lên không chết bây giờ. Ui Honey lại chạy kìa, thấy mình lại chạy lên như nào. Ai ạ. Ôi đi rồi hay lắm. À có đường chạy rồi. Chạy. Có đường chạy rồi. Ui đường to đấy. Thầy nhìn. À đây rồi. Ui chết rồi. Rồi xong. Đâu rồi. Hát ba mắc dấu rồi, hát ba mắc dấu rồi. Đâu hết rồi, trời ơi. Không có rồi. Không còn thấy gì hết. Mà giờ phải trốn vậy. Còn đã enchant đồ đã. Còn enchant nữa hả? Rồi. Đào nãy giờ phải làm đồ chứ không. Ôi. Văn mà làm nguyên cây kim cương là mình hơi mệt đó chứ đâu rồi. Đây, phải đi tìm nhanh chóng nè. Đúng rồi, phải tìm nhanh mới được. Đúng rồi. Bây giờ à, bên này. Đi đâu, đi đâu? Bên này là bên nào? Đi đâu? Hát ba cầm cướp không? Không. Ôi, chắc bà cũng không phải đi đâu luôn. Ở dưới. Biết làm kiểu gì đây nhỉ? Có gì đâu, bọn mới đánh được. Gì đâu, cầm cúp lên đi gì đâu. Ê. Thấy chưa? À, từ, hát ba đang qua, Thấy người chưa? Ờ, quay ra, thấy chưa? Chưa, hát ba chưa thấy. Nhanh. Đâu, trên đâu?
Ui, hết bạn hay bạn rồi, hết bạn hay bạn rồi, nhưng mà dính đâu đâu. À đây, hả, bạn thấy rồi, đây, đây, đây. Rồi, chuẩn bị nhá, chuẩn bị nhá. Rồi. Lắp luôn rồi. Rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đào đi, đào đi. À, cái đe, cái đe. Ui, cái... Chém. Chém. Chém đi, chém đi. Chém. Trời ơi. Ngáp ba cánh kim à? Ngáp ba cánh kim rồi. Trời ơi. Trời ơi, chống đi đâu được hả Văn ơi? Đấy, chỉ cần lộ diện phát thôi là hai người tàn hình vây vào làm thanh niên vanh chết cứng cựa luôn mọi người. Ok các bạn ơi, clip ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn yêu thích clip này thì hãy để lại cho mình một like cũng như ấn đăng ký kênh của mình Vanh, Pixel và H3 để ủng hộ mọi người nữa. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye, bye, bye.